viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về sự thành công. Những nỗ lực của chúng ta ngày hôm nay sẽ nhận lại thành công ở mai sau. Nếu bạn muốn có được thành công, bạn phải không ngừng cố gắng từng ngày. Thành công là khi chúng ta đạt được mục tiêu, mơ ước, có được những thứ bản thân mình đề ra, phát triển con người như mình mong đợi. Đó là cảm giác hạnh phúc, hạnh diện, tự hào về những thứ mình gây dựng được từ mồ hôi công sức của chính mình. Để có được thành công, điều đầu tiên con người ta cần có đó là đức tính cần cù, chăm chỉ lao động, học hỏi, biết đứng dậy khi vấp ngã, biết vươn lên vượt qua hoàn cảnh hiện tại. Trong cuộc sống không phải ai cũng vốn thông minh nhanh nhẹn. Khi biết cố gắng, chăm chỉ, chúng ta sẽ học hỏi tích lũy được nhiều kiến thức, điều hay lẽ phải phục vụ cho bản thân mình và đó cũng chính là những nấc thang bền vững nhất giúp con người ta đi đến thành công. Thành công không bao giờ đến với những người ỷ lại, dựa dẫm, lười biếng. Những giá trị tạo ra từ công sức, từ tìm tòi học hỏi sẽ là những giá trị bền vững của thành công. Khi có được thành công, chúng ta cũng không nên khoa trương chủ quan mà hãy tiếp tục giữ vững ý chí để tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn có nhiều người lười biếng, chỉ ưa dựa dẫm vào người khác, không cố gắng vươn lên, chăm chỉ lao động. Lại có những người khi có được thành công lại trở nên hoang mang, chủ quan. Những người này cần thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực hơn nếu muốn có được thành công trong cuộc sống. Là chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta cần phải nỗ lực vươn lên trong học tập, tích cực trau dồi bản thân cũng như sống chan hòa yêu thương với mọi người để không chỉ có được thành công trong tương lai mà còn được mọi người quý mến tôn trọng. Hết bài. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 9 mẫu bài làm tham khảo khác.